Xin chào tất cả phụ huynh và các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3, bài học có tựa đề Mẹ. Các em hãy mở quyển vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo ra, trang số 28. Cô và các em cùng nhau giải cái bài tập của ngày hôm nay nha. Bài 3, Mẹ. Câu đầu tiên, các em sẽ gạch dưới từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây. Đi về con chào mẹ, ra vườn cháu chào bà. Ông làm việc trên nhà, cháu lên chào ông ạ. Phạm Cúc. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng một cái cây thước nè để gạch những cái từ ngữ chỉ người. Từ ngữ chỉ người đó là ai? Đó là con, là con. Rồi, mẹ. Rồi cháu. Rồi bà. Rồi ông nữa. Rồi cháu. Rồi ông. Đó là những cái từ ngữ mà chúng ta gạch để chỉ về về người. Phạm Cúc. Sau khi gạch xong rồi, cô sẽ chuyển sang câu số 2. Câu số 2, các em sẽ đánh cái dấu tiếp nè vào cái ô vuông trống ở phần dưới trước câu dùng để kể về việc làm của mẹ. Kể về việc làm của mẹ. Rồi, câu nào kể về việc làm của mẹ? Mẹ em là cô giáo à? Mẹ đã về nhà chưa? Mẹ em đang nấu cơm. Như vậy, câu nào là câu kể về việc làm của mẹ? Hai câu này có dấu chấm hỏi, đây là câu hỏi. Chỉ còn câu cuối cùng, đó là mẹ em đang nấu cơm. Mình kể về việc làm. Việc làm của mẹ đang làm gì? Đó là mẹ đang nấu cơm. Mẹ đang làm gì? Mẹ đang nấu cơm. Đây là cái việc làm. Làm cái việc đang nấu cơm. Chúng ta sẽ đánh cái dấu tít vào đây. Câu số 2. Xong rồi, chúng ta chuyển sang câu số 3. Các em cũng đánh dấu tít vào cái ô vuông trước những cái dòng có thể dùng dấu chấm cuối dòng viết lại câu cho đúng. Cô sẽ hướng dẫn lại. Các em sẽ đánh cái dấu tít này nè vào những cái ô vuông mà trước những cái dòng có thể dùng cái dấu chấm, chúng ta có thể chấm được á, đúng á, thì chúng ta sẽ viết tít vào. Em đi học về. Ông đang làm việc ở đâu? Bà tưới cây trong vườn. Rồi, em đi học về, chúng ta chấm là được nè. Em đi học về, chúng ta chấm là được. Đó. Rồi, ông đang làm việc ở đâu? Đây là câu hỏi. Ông đang làm việc ở đâu vậy? Là câu hỏi. Rồi, bà tưới cây trong vườn. Như vậy, bà tưới cây trong vườn cũng đúng luôn. Thì các em sẽ viết lại cái câu đó. Em đi học về. Và viết xong cái câu này, chúng ta sẽ sử dụng một cái dấu chấm cuối câu. Câu cuối cùng, bà tưới cây trong vườn. Chấm.
Các em lưu ý bài này chúng ta sẽ nhớ là có hai cái dấu chấm ở phía sau. Và bài học ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn cái chuông bên góc tay phải để là người đầu tiên nhận được những cái bài học mới nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo nha.